Xin chào tất cả các bạn. Khi mà những cái chiếc điện thoại Android ngày nay nó chạy theo cái xu hướng mới, đó là sử dụng những cái cổng Type-C như thế này, thì các bạn biết là khi mà muốn nghe nhạc thì các bạn sẽ phải làm cách nào? Thứ nhất là các bạn sẽ phải dùng một cái cổng cáp truyền, và cách thứ hai là các bạn sẽ phải dùng một bộ đắc âm riêng. Đối với việc dùng cáp truyền thì nghe có vẻ là một giải pháp tốt đấy, nhưng mà âm thanh của nó không phải lúc nào cũng được như mong muốn. Có thể nói rằng là cái âm thanh của nó sẽ tệ đi nếu như mà những cái cọng cáp đó không phải là những cọng cáp chất lượng. Còn dùng đắc âm thì mình tin chắc rằng là không phải ai cũng có khả năng để mà làm như vậy. Nó cồng kềnh, nó khó mang vác và cái chi phí của nó cũng khá là cao. Nên là chúng ta sẽ phải có một cái giải pháp. Và khi mà bạn cần có một cái chiếc tai nghe mà chất âm hay, không cần cáp truyền lằng nhằng, thì E11D nó ở đây để dành cho bạn. Chúng ta ngày hôm nay sẽ tìm hiểu về cái chiếc Soundmagic E11D này nhé. Hẳn là ở đây thì mình tin chắc rằng là nhiều bạn sẽ biết đến cái chiếc tai nghe đó là E11 và cái chiếc E11C của Soundmagic rồi. Cái dòng E11 này thì nó là dòng kế nhiệm cho cái dòng E10 trước đây. Mà gần đây thì mình cũng có rất là nhiều chia sẻ với các bạn về cái chiếc tai nghe dòng E của Soundmagic. Và trong cái series mới gần đây, tức là cái series mà Refusion này, thì họ có giới thiệu rất là nhiều cái tai nghe. Trong đó thì họ cho ra mắt một cái phiên bản đặc biệt, cái chiếc tai nghe đầu tiên của hãng, mà cũng là một trong số những cái chiếc tai nghe rất là hiếm hoi mà mình gặp. Nó có tích hợp cái đắc âm đi kèm trong cái tai nghe này, và nó sử dụng cái cổng USB Type-C luôn. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Ở đây thì các bạn sẽ có một cái cách đóng hộp nó giống hệt như những cái sản phẩm dòng E trước của Soundmagic. Chúng ta có hình minh họa sản phẩm này, có một số những cái đặc tính nổi bật. Bên cạnh là các bạn sẽ có những cái thông số kỹ thuật của chiếc tai nghe này. Và bây giờ thì thôi, mình sẽ mở hộp ra luôn, bởi vì nó hộp thì nó cũng không có gì khác biệt lắm đâu. Ở bên cạnh đây thì mình cũng đã để cho bạn một cái chiếc tai nghe rồi, nhưng mà mình sẽ mở để cho các bạn thấy rằng khi mua chúng ta có gì. Ở đây chúng ta sẽ có một chiếc hộp rất đẹp. Đối với những sản phẩm của Soundmagic thì mình rất thích cái hộp này, bởi vì hộp của nó làm đẹp và thực sự là chắc chắn nó là một cái thứ rất là đáng tiền, chứ không giống như là những cái chiếc túi đựng của những hãng khác. Đó, ở bên trong thì các bạn sẽ có này, một giấy hướng dẫn sử dụng nho nhỏ, một chiếc tai nghe. Thì tai nghe mình đã lấy sẵn một chiếc ra đây rồi. Và bây giờ thì mình sẽ khám phá cái này. Không biết là tip thì họ đặt ở đâu, chắc là trong này. Ở đây. Đây đúng rồi, chính là hai cái cặp tip. Những sản phẩm mới của Soundmagic thì họ chỉ trang bị cho các bạn thêm hai cặp tip mà thôi, cộng với một cặp mà họ đã lắp sẵn ở trên tai nghe là 3. Như vậy là chúng ta sẽ có 3 cặp tip này, một hộp đựng và một tai nghe. Đầu tiên là về phần thiết kế này, thì các bạn thấy rằng mình đã thấy là Soundmagic E11D nó không có cái phần nam châm này. Đấy là cái cảm nhận đầu tiên mà mình cầm để nó dính hai cái chiếc tai nghe này lại đó. Và cái E11BT này thì cái housing của nó vẫn được giữ nguyên cái chất liệu, đó là làm từ kim loại và nó được sơn một cái màu đen nhám. Cái phần dây dẫn của E11BT này thì nó được bọc bằng cao su. Cái thiết kế này thì nó mang cái hơi hướng gì đấy cổ điển hơn một chút khi mà chúng ta so sánh với cái mẫu là E11 hay là E11C. Nhưng mà bù lại thì nó lại cho mình một cái cảm giác chắc chắn, và nó cũng tương đối là đơn giản, nói chung là rất là dễ nhìn thôi. Còn cái phần jack cắm là cái phần nổi bật nhất trên chiếc tai nghe này. Rất ít hãng mà họ làm đó là cái jack Type-C như vậy, mà quan trọng là nó to hơn, tức là nó đã được trang bị đắc âm bên trong. Đây thì họ đã cố tình là họ làm chữ L để nó chắc chắn hơn một chút rồi. Và cái phần jack này thì các bạn sẽ cực kỳ khi mà yên tâm khi mà chúng ta cắm vào những cổng Type-C của điện thoại hay là của MacBook chẳng hạn, thì nó rất là chắc chắn. Cái phần này nó được to hơn mức bình thường cũng là cái lý do là bên trong nó có cái phần đắc âm thôi, để nó giúp tăng cái chất lượng âm thanh của cái chiếc tai nghe này lên. Và nói đến chất lượng âm thanh thì tất nhiên là chúng ta sẽ phải chia sẻ một chút về cái cấu hình xuất âm của chiếc tai nghe này. Nói về cái cấu hình thì có lẽ là các bạn sẽ hơi hụt hẫng một chút. Tuy nhiên rằng chúng ta vẫn phải chia sẻ là cấu hình ở trên cái chiếc E11D này nó giống hệt như là trên cái chiếc E11C và cái chiếc E11BT này. Nó vẫn sở hữu là một driver dynamic, cái đường kính của nó là 10mm, và nó sử dụng một cái phần nam châm rất là đặc biệt. Cái phần mạch giải mã và cái âm ly của cái chiếc đắc âm này, đây, nó được tích hợp ở trên này, thì nó được đưa thẳng vào cái chân Type-C này luôn. Và cái khả năng giải mã của nó là nó giải mã nhạc Hi-Res lên đến 24bit 96kHz. Có thể nói rằng là E11D này nó sẽ hoạt động hoàn toàn độc lập đối với cái phần cứng của điện thoại hay là máy tính. Tức là cái chất âm mà trên cái chiếc E11D này nó mang lại thì nó sẽ không bị phụ thuộc vào cái nguồn phát của các bạn nữa. Do vậy là cái cấu hình của trên cái chiếc E11D này, lý do mà nó giống với cái chiếc E11C thì nó cũng rất là dễ hiểu thôi. Còn về cái trải nghiệm khi mà chúng ta đeo cái chiếc E11D này, thì các bạn thấy rằng là tất cả những chiếc tai nghe của Soundmagic như vậy, cái dòng E này họ làm housing giống nhau, nên là cái cảm giác đeo nó vẫn rất là dễ chịu, nó vẫn rất là nhẹ nhàng, giống hệt như là những cái chiếc tai nghe trước. Tuy vậy thì cái phần dây dẫn của E11D này
nó có vẻ là nó triệt tiêu cái hiện tượng microphonic tốt hơn so với cái chiếc E11C. Cái dây của nó thì mềm hơn và tuy rằng là nó không có cái cảm giác là thân thiện bằng, nó không đẹp mắt bằng thôi, nhưng mà nó lại có cái chất lượng đó là nó cải thiện được cái hiện tượng microphonic. Đó là một cái điều mình rất là thích. Cái thứ hai nữa là trên dây này các bạn sẽ có một cái cụm phím luôn. Và cái cụm phím này được làm rất đẹp, rất tinh tế. Ngoài chúng ta cũng có một cái phần kim loại luôn và ba cái phím bấm này được làm nhỏ. Tuy rằng là nó hơi nhỏ đấy nhưng mà bấm nó rất là nảy và nó rất là thích. Đó, mặc dù là thiết kế nhỏ thôi nhưng mà cảm giác bấm rất tốt. Và mặt sau chúng ta sẽ có mic ở đây. Cái phần jack chia này chúng ta cũng được làm từ kim loại luôn. Và có thể nói là rất chắc chắn, có chống đứt các thứ, nói chung là rất là đầy đủ các cái phần khuy này. Ở đây thì có một câu hỏi đặt ra là cái thiết bị nào nó sẽ hỗ trợ tốt cho cái chiếc tai nghe này. Thì có thể nói rằng là E11D này nó có khả năng tương thích với đa phần những cái điện thoại mà sử dụng tai si hiện nay. Mình có thử nghiệm trên một số những cái điện thoại, ví dụ như là Xiaomi này, Samsung này, HTC các thứ, thì cái chiếc E11D này nó đều hoạt động rất là ổn định. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng cái này để cắm trực tiếp vào cái chiếc MacBook hay là những cái PC đời mới. Và cái E11D này thì nó đều hoạt động rất là ngon lành trên tất cả những thiết bị này. Như vậy là thiết bị thì có thể nói là không giới hạn. Về cái tổng thể chất âm của E11D này thì nó có một cái chút gì đó rất là giống với cái chiếc E11C. Tuy nhiên rằng nó lại ở một cái tầm cao rất khác, các bạn biết rồi đấy. Nó được trang bị Dark Arm bên trong này. Và cũng với một cái hơi hướng đó là V-shape như vậy, nhưng mà cái âm thanh của nó rất là vui, tươi, dễ nghe. Cái giải bass của nó thì tròn trịa và đầy đặn hơn so với cái E11 bản thường. Các cái chi tiết ở trong giải bass thì cái độ nổi khối cũng như là cái độ tách bạch của nó thì hơn hẳn. Và những cái bản nhạc EDM mà nó có cái tiết tấu nhanh thì cái bass của trên cái chiếc E11D này nó làm rất là tốt, kiểm soát cực kỳ tuyệt vời và nó không hề bị lấn vào các cái giải khác. Còn về giải mid thì E11D này, trước đây chúng ta thấy rằng là những cái chiếc E11 thì chúng ta cảm giác là cái mic của nó chưa được đã lắm. Thế nhưng mà sang cái chiếc E11D này nó cũng đã có những cải tiến vượt bậc so với cái chiếc E10 cũ. Hơn cái chiếc E10 cũ phải nói là rất là nhiều. Cái điều mà cái chiếc E11D này nó còn làm tốt đó là cái mic của nó tròn trịa và thực sự là rất là mượt mà, rộng dày dặn hơn. Và cái chi tiết của nó được như ở những cái nốt luyến láy và nó được tách bạch rất là rõ ràng và nó chi tiết hơn hẳn. Những cái đoạn lên cao thì nó cũng không gặp hiện tượng ship nữa. Còn đối với cái giải trap của nó thì có thể nói là giòn tan luôn. Và cái điều mà mình cảm thấy rõ nhất đó là nó mượt và nó rất là dễ nghe, nó không quá là gai góc. Còn về cái âm trường thì có thể nói rằng E11D này nó có vẻ là nó đã rộng rãi hơn một chút so với cái bản thường. Nếu như các bạn muốn trải nghiệm nghe thử thì có thể ghé qua Sunwoo Audio. Nhưng mà thực sự thì nó cũng không chênh lệch quá nhiều so với cái chiếc E11 bản thường. Và đối với những gì mà E11D này mang lại thì chắc chắn rằng nó tốt hơn so với cái chiếc E11 bản thường. Và như mình cũng đã chia sẻ, E11D này nó sinh ra là để dành cho những người mà dùng điện thoại hoặc là các bạn dùng những cái laptop đời mới mà các bạn muốn tận hưởng được một cái chất âm hay mà không muốn có những cái dây chuyển phiền phức, những cái cộng cáp chuyển phiền phức. Và các bạn cũng đừng phải lo lắng rằng là tại sao nó có tích hợp Dark Arm mà nó lại rút được vào trong một kích thước của cái cổng tai si rất là nhỏ như vậy. Thì nếu như các bạn còn băn khoăn thì các bạn hãy xem cái video trước của mình. Mình có làm về cái chiếc VE Odyssey. Đó là một cái Dark Arm mà nó có cái kích thước rất là nhỏ, nó chỉ bằng một cộng cáp chuyển thôi, mà cái chất lượng của nó mang lại thì cũng cực kỳ là tuyệt vời. Và như vậy là các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng rằng là E11D nó chắc chắn là một cái chiếc tai nghe tốt. Và chúng ta hãy thử ngay đi khi mà các bạn có cơ hội và các bạn sẽ không hối hận đâu. Cái điều quan trọng nhất đó là cái mức giá của nó, thì phải nói rằng là E11D này nó có mức giá rất là tốt. Trước đây thì mình phải chia sẻ với các bạn một chút đó là khi mà nó mới ra mắt thì mình cũng có ship thử một cái chiếc tai nghe này về để nghe thử, chính là cái chiếc E11D này luôn, bởi vì mình thấy nó hay quá, là nó có tai si, nó có Dark Arm bên trong. Tuy nhiên rằng là khi mà Sunwoo Audio phân phối chính hãng lên chiếc tai nghe này thì phải nói là cái mức giá của nó nhá, nó còn rẻ hơn cả cái mức giá mà trên Amazon bán. Nếu như các bạn không tin thì các bạn có thể check ngay bây giờ. Các bạn mở web ra, giá của Sunwoo Audio thì chỉ có là 1.150.000 đồng mà thôi. Còn khi mà mình mua trước đây thì cái giá của nó đắt hơn và nó có thể nói là lỗ. Khi mà mua cái chiếc tai nghe thì được luôn Dark Arm, được luôn tai nghe, còn chần chờ gì nữa, đúng không các bạn? Quá tuyệt vời. Và như vậy là video này mình cũng đã chia sẻ đến cho các bạn về một cái chiếc tai nghe của Sound Music, mức giá rẻ này, sử dụng cổng USB Type-C thời thượng và có Dark Arm bên trong luôn. Nếu như bạn nào thích trải nghiệm thì các bạn có thể ghé qua Sunwoo Audio đi. Cái mức giá của nó bây giờ thì rất là tốt rồi. Và quan trọng đó là nó phục vụ rất là tốt cho cái nhu cầu của các bạn muốn có một cái thiết bị đơn giản và lại mang lại một cái chất lượng tuyệt vời. Còn bây giờ thì video của mình đến đây thì cũng đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo. Và hứa hẹn là sẽ còn rất nhiều những sản phẩm hay ho nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn trong thời gian tới. Đừng quên là để lại một like cũng như là subscribe kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.